Đây như chị nhìn thấy nhá, thì là y tế cơ sở sẽ bao gồm là khám chữa bệnh này, quản lý về y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe. Thì từ cái chỗ tiếp nhận khám bệnh, dược, viện phí cận lâm sàng, báo cáo hệ thống này, nội trú và báo cáo nội trú. Đối với những đơn vị đã triển khai hết rồi, thì là sẽ bao gồm những cái menu này đã có sẵn rồi. Áp admit lên chỉ phần dân số, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, báo cáo y tế cơ sở và quản lý y tế. Đối với những cơ sở mà có khám chữa bệnh thì anh chị vẫn thực hiện là tiếp nhận khám chữa bệnh. Nhưng quan trọng cái phần về y tế cơ sở này thì là sẽ em sẽ đi vào từ phần dân số. Thì cái hệ thống y tế cơ sở của mình sẽ làm các mô đun chức năng theo quyết định 3235. Có 23 chức năng theo yêu cầu thì là thuộc cái gồm là những cái chức năng ở trên phần mềm này. Từ dân số này, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, báo cáo y tế cơ sở và quản lý y tế. Thì toàn bộ trong cái năm cái mô đun chức năng lớn này, và trong đấy sẽ có những cái chức năng. Có điểm nào mà vừa bật điện máy tính hoặc là hai điện thoại để cạnh nhau tắt bớt đi một cái hộ gái, tiếng ồn quá. Anh chị có nghe thấy không? Hôm nay em dùng quyền admin tắt mic tất cả mọi người được không? Tại vì nó bị vọng qua, nghe bị chói tai quá. Đây có điểm là vừa bật loa của hai thiết bị đấy, cả máy tính, hai điện thoại cạnh nhau hoặc là một máy tính, một điện thoại cạnh nhau đấy. Em phải dùng một điện thoại để nói, máy tính để view, máy tính em hỏng mic rồi. Em tắt hết tiếng ở điện thoại của em đi là được. Em tắt hết rồi đấy, các anh chị còn nghe thấy gì không? Các anh chị còn nghe thấy bị tiếng vọng không? Cứ em nói là bị vọng, chính tỏ là vọng từ máy của em đấy. Thế thì là em dùng một điện thoại, một máy tính. Chứ không bị vọng. Em lại cứ để dế nó ra nó kêu thế. Thế thì em tắt cả tiếng cả mic ở máy tính đi, chỉ để điện thoại thôi. Máy tính vừa tắt. Cả loa cả mic. Rồi thế thì em nói điện thoại chắc là không bị đâu. Thì nói chứ xem có được. Anh còn bị vọng không? Chắc hết là không. Hết bị vọng rồi. Đầu tiên là mình vào mục dân số. Đây anh chị nhìn module dân số. Thì cái phần này mình sẽ quản lý về phần nhân khẩu, hộ khẩu của địa phương. Y tế cơ sở thì sẽ quản lý cả những cái phần dân số này, chăm sóc sức khỏe rồi tiêm chủng. Tại bình thường ở một trạm y tế như anh chị đi khảo sát ấy, thì họ có thể là họ dùng rất nhiều phần mềm khác nhau. Một phần mềm quản lý dân cư hay dân số, một phần mềm tiêm chủng riêng, hoặc là sổ sách bên ngoài, không dùng phần mềm nào cả. Thì HMIT của mình này là đáp ứng là quản lý tổng thể, chỉ sử dụng một cơ sở, chỉ sử dụng một phần mềm duy nhất. Thì phần nhân khẩu hộ khẩu này là hệ thống đầu tiên sẽ hỗ trợ là import, là thu thập dữ liệu dân cư của tất cả các đơn vị, import vào hệ thống rồi. Nếu anh chị còn bị thiếu ấy, thì sau này phát sinh thì anh chị có thể vào phần đầu tiên là hộ khẩu để thêm cái hộ khẩu trong cái địa bàn mình. Ví dụ đây là trạm y tế xã An Cư của Tiền Giang. Thì tại cái chức năng là thông tin hộ khẩu anh chị là có chức năng là thêm sửa xóa, thì đây chỉ là những cái chức năng cơ bản. Thì đây thêm hộ khẩu vào trong danh sách, ấn nút thêm, sau đó điền các cái thông tin là ở trên màn hình, những trường dấu sao thì là bắt buộc, sau đó là anh chị ấn lưu lại. Thì tại đây là mình thêm sửa là sửa thông tin, ấn vào và ấn sửa. Nút xác nhận tức là
những địa phương khác trong địa bàn mà người ta chuyển tới địa phương, một địa phương này chuyển đến địa phương khác, thì mình vào và mình xác nhận. Đây là ấn chuyển đi nhé. Khi chọn chủ hộ này, khi chọn một hộ gia đình, một hộ ấn chuyển địa phương thì sẽ bật lên là chọn huyện này, xã này, xóm. Tức là đối với những đơn vị mà cũng dùng phần mềm HMIT này thì mình chọn ở đây và chuyển hộ, thì đơn vị đó cũng dùng HMIT thì sẽ vào và xác nhận, in danh sách, tức là in toàn bộ danh sách dưới lưới này, in sổ, nên là mình đều có phục vụ các chức năng in sổ. Còn phần nhân khẩu, tiếp theo là nhân khẩu, tức là mỗi hộ gia đình thì sẽ có những nhân khẩu trong hộ gia đình đó, là vợ chồng, con cái. Thì đây chị tìm kiếm ra những hộ khẩu đã thêm ở cái phần hộ khẩu, ấn tìm kiếm, sau đó là chọn một hộ muốn thêm nhân khẩu thì anh chị chọn và ấn thêm. Thì tại đây anh chị ấn thêm nhân khẩu thì chọn viết điền đầy đủ các thông tin của nhân khẩu và quan hệ với chủ hộ là vợ chồng hoặc con cái, ông bà bố mẹ, thì anh chị chọn. Và những trường hợp sau là bắt buộc, sau đó anh chị ấn lưu lại và thoát. Thêm vãng lai. Thêm vãng lai tức là những nhân khẩu mà tạm trú tạm vắng ở địa bàn mà không phải là có hộ khẩu ở địa bàn thì anh chị có thể thêm vãng lai để quản lý những nhân khẩu tạm trú tạm vắng. Ở đây là có nút sửa và in. Ở đây có chức năng cái nhân khẩu, danh sách nhân khẩu khai sai sót. Thì ít nữa nó sẽ link ra một cái ở bên này thì em giới thiệu sau. Ở đây có các biến động chết này, biến động đi, biến động kết hôn, biến động có thai, biến động sinh. Thì anh chị có thể cập nhật cho những cái nhân khẩu đấy có những cái biến động này dựa vào những cái thông tin của chính quyền địa phương, là hoặc là người dân đi khai báo. Thì mình cập nhật những cái biến động này để mình quản lý theo dõi. Thì ít nữa có những cái sổ để mình in là những cái biến động là trong khoảng thời gian này ở địa phương mình đã có bao nhiêu là người kết hôn, hay là bao nhiêu người chết, hay bao nhiêu người đi, thì ở đây mình cập nhật hết. Này, người báo là ai, nguyên nhân là gì, tức là những cái trường thông tin cơ bản thôi. Có biến động chết, mình có in giấy báo tử. Hoặc là biến động về kết hôn, biến động có thai, tất cả những biến động này anh chị có thể cập nhật dựa vào các thông tin của chính quyền địa phương. Biến động về kế hoạch hóa gia đình, ấn vào nút 3 chấm này thì có chức năng làm thêm là tách hộ và chuyển chủ hộ. Tách hộ tức là một gia đình này mà muốn, ví dụ như là con cái ở trong một hộ gia đình mà đi lấy chồng với vợ, tách hẳn một hộ khẩu khác thì anh chị chọn tách hộ. Chuyển chủ hộ tức là bình thường là chồng làm chủ hộ thì anh chị có thể chuyển vợ làm chủ hộ hoặc là con cái làm chủ hộ. Thì có chức năng tách và chuyển chủ hộ. Thế là phần nhân khẩu. Thì ở cái mục dân số này có nhân khẩu, hộ khẩu, và ở đây là có tra cứu nhân khẩu bệnh nhân. Tức là mình phục vụ mình chức năng tra cứu thôi. Nhân khẩu, tra cứu và tìm kiếm. Bệnh nhân là từ cái thông tin khám bệnh này. Điều chỉnh số hộ. Tức là khi mình thêm số hộ gia đình thì để mình có nhập cái số hộ. Thì tại chức năng này cho phép anh chị là sửa cái số hộ đó. Nếu mà bị tệ, anh chị có thể điều chỉnh sửa số hộ, hoặc là để cái đúng cái số hộ của họ. Ấn vào tự động sinh là tức là phần mềm nó tự động sinh ra một cái số trên hệ thống, không trùng lập với số hộ gia đình khác. Sau đó anh chị lưu lại. Thì đấy là chức năng về điều chỉnh số hộ. Về chức năng quản lý người cao tuổi thì tại đây danh sách này cho phép anh chị có thể tìm kiếm danh sách người cao tuổi có số tuổi từ bao nhiêu, anh chị có thể tìm kiếm cái danh sách người cao tuổi này sẽ lấy theo cái phần nhân khẩu anh chị điền ngày tháng năm sinh, dựa vào ngày tháng năm sinh đấy thì đây anh chị có thể điền số tuổi, thì hệ thống sẽ lọc ra những bệnh nhân mà anh chị, những người cao tuổi từ độ tuổi nào anh chị muốn lọc.
tìm kiếm và in, in là in cái danh sách toàn bộ dưới lưới này. Ok, cái tab quản lý người cao tuổi thì cũng cho phép là tìm kiếm, in, in danh sách chẩn đoán quản lý sức khỏe. Thì là cái này ở cái phần khám bệnh sang. Chủ yếu các chức năng là quản lý, thêm, sửa, xóa. Import nhân khẩu, hộ khẩu này thì nên là hỗ trợ import. Xử lý dữ liệu dân số sai sót. Cái con này nó đang lỗi sao? Tức là xử lý dữ liệu dân số sai sót này sẽ có ra một cái menu chức năng để anh chị có thể thực hiện. Là ví dụ như là bị chưa có số hộ này, hay là bị trùng nhân khẩu hay cái gì đấy, thì nó có đầy đủ các tiêu chí để anh chị làm. Chắc hôm qua app code này bị sao ấy, vào nó bị lỗi rồi. Tiếp theo là về giấy chứng sinh. Giấy chứng sinh thì sẽ là quản lý cấp giấy chứng sinh, cấp lại giấy chứng sinh, biên lai và trẻ sơ sinh. Về giấy chứng sinh thì tại đây có cho phép anh chị là tìm kiếm, thêm, sửa và in biên lai cấp giấy chứng sinh. Đây anh chị có thể thêm, anh chị lọc cái tên bố mẹ, họ tên bố mẹ ở trong, cũng là lấy từ nhân khẩu vào. Tức là toàn bộ những cái thông tin này đều liên quan đến phần nhân khẩu, là có dữ liệu sẵn rồi mình sử dụng thôi. Thì lấy dữ liệu tên mẹ, sau đó là mình nhập thông tin trẻ, ngày tháng năm sinh, họ tên, cân nặng và lưu lại. Và tại đây mình in giấy chứng sinh, cục bộ in giấy chứng sinh. Về tab quản lý trẻ em thì cũng cho phép anh chị tìm kiếm ra các tiêu chí giới tính hay là kết quả giảm học khuyết tật. Tức là mọi cái thông tin này mình đều nhập vào cái bên giấy chứng sinh này rồi thì tìm kiếm sửa, tức là sửa thông tin khi bị sai sót, anh chị có thể sửa tại đây. Đấy là phần giấy chứng sinh. Về cấp lại giấy chứng sinh, tức là người dân có nhu cầu cấp lại giấy chứng sinh khi bị mất hoặc sách bị hỏng thì anh chị có thể vào đây để cấp lại. Chúng ta nghe đúng không? Có bị lỗi mấy cái này rồi. Tức là như trước em giới thiệu là trong cái cấp lại giấy chứng sinh thì toàn bộ những cái giấy chứng sinh mình đã cấp, khi mình tìm kiếm một đơn vị nó sẽ hiển thị ở dưới lưới này, và mình chọn cái thông tin đứa trẻ đấy cần cấp lại thì mình ấn chọn và ấn sửa. Để cấp lại. Chị xin ngắt lời một chút Tâm ơi. Tâm nghe được không nhỉ? Chờ một chút này, từ nãy thì thấy mình đang giới thiệu về cái phần dân số, trong dân số thì còn có rất nhiều cái danh mục khác ấy. Thế nhưng mà theo như chị hiểu cơ bản nhất thôi thì thứ nhất là cái mục dân số này là nó gần như là để phục vụ cho cái việc mục đích là giả sử như một người dân ở trong một cái ủy ban nhân dân phường xã, họ muốn xin một cái giấy tờ gì liên quan đến từ lúc sinh cho tới lúc mất thì là mình sẽ quản lý qua cái phần mềm này. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là chị hỏi một chút là ví dụ ngay như cái phần ô cửa sổ em đang mở là cái thông tin giấy chứng sinh ý, thì tại sao mình không có những cái thông tin như là trường bắt buộc phải chọn? Tại vì sao? Vì rất nhiều cửa sổ như này thì đến bản thân như là nếu như mà hình hướng dẫn một lần thì bản thân những người hộ lý hay là điều dưỡng ở các y tế cơ sở họ cũng không thể biết được là chọn những cái trường nào để cho ra được cái thông tin chính xác, để tránh là ra quá nhiều dữ liệu. Thì mình có thể lọc ra là đánh dấu sao đỏ là cái trường nào phải chọn và trường nào không nhất thiết phải chọn được không? Không, cái tiêu chí tìm kiếm sẽ không thế. Ví dụ là trừ khi chị thêm một thông tin, còn tiêu chí tìm, còn tiêu chí mình không để bắt buộc được. Chị nghe không được tín hiệu của Tâm ấy quá. Không nghe rồi chị. Bị chập chờn quá, nó bị lúc được đúng không? Bây giờ nghe được chưa chị? Alo, chị nghe được không?
Chị nghe được rồi. Tức là các tất cả các tiêu chí tìm kiếm này là mình sử dụng bác các phần mềm khác cũng vậy, ở tiêu chí tìm kiếm thì không bao giờ là có trường này bắt buộc hay là trường kia không bắt buộc, bởi vì là tìm kiếm thì mình sẽ phục vụ là người ta tùy người ta muốn nhu cầu tìm kiếm theo cái gì, trừ khi là khi ở những cái trường thông tin mà ấn thêm ấy, ở đấy nhập những cái thông tin gì thì đã có dấu sao bắt buộc, cái gì không cần phải nhập và cái gì cần phải nhập rồi. Còn ở những cái mà tìm kiếm theo tiêu chí này thì người ta nhìn và người ta muốn tìm kiếm theo tiêu chí gì thì người ta tìm kiếm thôi. Ok chưa chị? Rồi chị hiểu rồi, cảm ơn em. Tại vì là thấy nó nhiều cái trường dữ liệu chọn quá thì thử hỏi và xem thì là đây nó là gần như bắt chị buộc. Cứ chọn, ý là chọn theo người ta mong muốn. Còn không? Chứ không này bắt buộc cái này bảo là bây giờ tôi lại không thích cái đấy, bảo tôi bắt buộc. Thế là như thế. Trừ khi là những cái form mà thêm thông tin thì bắt buộc anh chị phải nhập những cái gì để có thể được sử dụng đó ấy. Thì những form thêm thì sẽ có. Rồi, cảm ơn em. Cho anh hỏi thêm một tí. Cái thì thứ nhất là cái phần nó cứ lẫn lẫn với cả hit ấy, thì cụ thể là cái phần nếu mà hand meet không thì nó gồm những phần nào, và cụ thể trong cái hand meet là nó gồm nó quản lý những cái gì ấy. Thì từ nãy giờ anh thấy hand meet là bao gồm cả khám chữa bệnh, đây là toàn bộ các này là khám chữa bệnh nhá, và phần về dân số, về chăm sóc sức khỏe, về an toàn phẩm, đây là bao gồm toàn bộ hand meet. Với cả cái phần nhân khẩu nó có được kết nối với hệ thống nào không, hay là nó chỉ nằm trong cái hệ thống mà mọi người nhập vào đây thôi, nó được kết nối với cả dữ liệu dân cư không, hay không. Là đó không, không kết nối không, tức là nếu chưa. Mà nếu mà mình xây dựng cái mới tinh V20 nhập từng người từng hộ khẩu vào một không, cái này vậy đã hỗ trợ là mới đầu đã không, đã nghĩa là các anh chị đi thu thập dữ liệu dân cư và địa phương để bom vào hệ thống rồi đấy. Nhưng mà bên trục V20 đã có dữ liệu nên mà em đang vào bên đấy đẩy dữ à, tức là mình đã lấy được dữ liệu dân cư của Hà Nội đến thời điểm nào mình đẩy vào rồi đúng không? Vâng. Okay. Thì đấy là những cái đầu vào. Mời thế thì khi triển khai một cái trạm y tế hay một trung tâm y tế là cái số liệu giấy chứng sinh với cả cái dân số này là có đầy đủ hết rồi đúng không? Không, chỉ có dữ liệu dân số của địa phương đấy thôi, nhân khẩu khẩu đấy thôi, hộ khẩu thôi. Làm sao có giấy chứng sinh? Chứng còn sinh những cái kia mình phải nhập chứ? Theo như em hiểu, cung cấp dữ liệu là ban đầu là chỉ có về dân cư thôi. Có dân cư thuộc địa bàn đấy thôi, còn đâu là đối với những người mà khách vãng lai gần kiểu đăng ký tạm trú vãng lai thì là sẽ có trong cái mục là vãng mình lai phải đấy, thêm đúng rồi, mình phải thêm. Cái đấy là bản thân những người mà khi họ dùng cái phần mềm này ai phụ trách ở cao đấy thì người ta sẽ phải thêm cái cư dân vãng lai đúng không em? Thì quản lý thôi, chủ yếu hát nít là chỉ để quản lý, anh chị nhìn thấy là chỉ có các chức năng form là thêm sửa xóa và dùng những cái dữ liệu từ đâu. Ví dụ là về dân số thì anh chị nhìn thấy là mình toàn dùng dữ liệu của nhân khẩu và hộ khẩu để sử dụng các chức năng đúng không? Thế thì Tâm ơi cho chị. Em sẽ liên quan đến chức năng là khám chữa bệnh. Ừ, thế thì cho chị hỏi một chút này. Nếu như mà như em đang nói về cái phần mềm ý, tại vì thế này là lúc trước khi học với chị cũng hôm qua chị cũng có trao đổi phòng riêng với Tâm ý, thì là chị cứ nghĩ đơn thuần thôi là một cái phòng khám y tế cơ sở thì bước đầu tiên là mình sẽ phải hướng dẫn là cái thao tác là cái bạn mà ngồi phòng tiếp đón thì bạn ấy sẽ phải thao tác như thế nào, nhập như thế nào thì để người ta có thể sử dụng cái phần mềm một cách dễ nhất. Thế nhưng mà theo như Tâm nói đây thì làm cái dữ liệu quyết định cái việc mà mình thao tác tiếp tục trên phần mềm hay không phải là cái dữ liệu nằm trong cái phần dân số này đúng không? Đấy là để sử dụng. Để sử dụng. Tiếp nhận bệnh nhân như bình thường mà. Tiếp nhận bệnh nhân như bình thường thế thì là mình, giống như mình đi khám bệnh thì mình sẽ nhập vẫn nhập thông tin mà. Ừ đúng rồi, thì đấy thì là mình sẽ nhập thông tin như kiểu là khách vãng lai đúng không? Thì đấy, nhưng mà ý chị hỏi là bây giờ cái mục đích của mình khi mà mình hướng dẫn cho y tế cơ sở họ dùng cái phần mềm này thì chị nghĩ là mình cũng nên hướng dẫn theo cái kiểu là mô hình của họ là sẽ là tiếp đón từ đầu đến cuối đúng không? Tức là mình sẽ nói là bây giờ là bệnh nhân đến, bệnh nhân sẽ phải qua phòng tiếp đón trước thì mình sẽ phải hướng dẫn cho là cái từ cái phần tiếp đón trước cho đến tới là khám cụ thể phòng nào, khoa nào chuyển đi đâu. Thế còn đâu là trong cái mục mà lấy dữ liệu như nào thì lúc đấy là mình sẽ phải có một cái phần là hướng dẫn riêng cho y tế cơ sở họ rằng là
chị muốn lấy cái nguồn dữ liệu này có sẵn ở đâu, là có biết là cái người khám bệnh này có thuộc địa bàn của mình không, thì chị lại phải căn cứ vào cái mục dân số, đúng không nào? Chứ bây giờ mà tự nhiên bảo mình đi tập huấn cho y tế cơ sở mà mình nói cái về mục dân số nào khi họ cũng chả hiểu gì cả. Vì họ bảo là tôi chức năng của tôi khám bệnh thì tôi cần bây giờ là chị hướng dẫn tôi là bây giờ bước tiếp nhận đầu tiên tôi phải làm cái gì, bước thứ hai tôi phải chuyển phòng nào, bước thứ ba là bác sĩ nhấn cái gì, đúng không? Em sẽ nói chủ yếu theo hai thì nó chủ yếu về cái góc về phần này thôi, dân số, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, quản lý y tế và khám chữa bệnh nếu có. Mà thực ra trạm y tế với trung tâm y tế thì nó không phải kiểu khám chữa bệnh giống như là các phòng khám hay là bệnh viện đâu, nó chắc chắn là nó sẽ đơn giản. Nhưng không biết là anh chị đã đi khảo sát cái thực tế ở đấy như thế nào thì quyết định 35 lại không nghe thì gì rồi. Với phần dân số thì tức là HMI sẽ về quản lý dân số này, quản lý dân sinh, quản lý tiêm chủng. Đa số các trạm y tế và trung tâm y tế họ sẽ làm những cái chức năng đó. Sai, phần mềm còn đang bị lỗi. Đó. Tức là ở cơ sở ấy, thì anh chị có thể hỏi là anh chị A, chị B, chị công việc của chị là em, dẫn bao gồm ở cái tài liệu của mình có thể có cái phần nào mà nói đến là trên HMIT hay trên cơ sở người ta phải quản lý những cái đầu việc gì ấy, tại vì thực ra anh em đi làm thì cũng chưa hình dung được ấy, chưa hình dung được là ví dụ tức là phải đầu cái tài liệu mình không nhìn thấy, tại vì là ví dụ quản lý phần dân số có, thì... nó chỉ có tài liệu hướng dẫn sử dụng thôi, mà em tập huấn thì em cũng nhận thấy như thế, tại vì thực tế là mình phải đi khảo sát, mà thực tế thì khảo sát này là lúc vừa rồi là nhờ các anh chị đi khảo sát. Kiểu như là bây giờ anh em đến giới thiệu nhé, đến giới thiệu như tôi, mình không biết là tính năng chức năng của cái phần HMIT và cái y tế người ta phải làm những gì, nó cũng buồn cười, tức mình sẽ không nổi bật được những cái ý của người ta. Em lại nói là HMIT ở quyết định 352 ra nó thì có tiếng của em lại bị chập chờn em ơi, tâm ơi, tiếng của em chập chờn rồi, mic chỗ tâm chập chờn quá, nghe rất khó tâm ạ. À, nghe được. Công nghệ thông tin mà xếp trang bị cho cái mic xịn mà. Sao nghe được chưa chị? Sao nghe được chưa? Tôi mới nghe được không em ơi? Nghe được, cứ nghe. Mọi người anh nghe được của nhau rất ok, nhưng mà của Tâm nghe chập chờn quá. Ừ, anh có ý kiến này, cái anh thấy là cái nội dung như em giới thiệu ban đầu ấy, thì module như này anh thấy có cả HIT lẫn cả HMIT rồi. Như vậy thì cái nội dung nó cực lớn đấy. Giới thiệu đúng không? Em nói anh có nghe thấy không? Ừ, em nghe được anh nói không? Tâm nghe được anh nói không? Có. Ừ, anh thấy là cái module ở trên phần mềm như này nó có cả lẫn cả HIT lẫn cả HMIT. Như ôi, vậy thì nó có bởi có vì là trong đấy nó có bao gồm khám chữa bệnh mà. Ừ, như thế thì có thể là nội dung này có thể là cái đơn vị đấy anh có thể khảo sát, nếu người ta không dùng khám chữa bệnh thì mình không giới thiệu, người ta dùng khám chữa bệnh thì mình giới thiệu. Ví dụ cơ sở này bảo là tôi chỉ là tiêm chủng hay là quản lý dân cư thôi thì anh chị chỉ có chức năng này thôi, còn phần mềm vẫn đáp ứng đủ tất cả chức năng. Lúc mình có thể phân quyền, lúc mình nhân viên này mình có thể phân quyền thì mình ẩn những cái chức năng anh chị không sử dụng đi, còn em giới thiệu rồi và em lại giới thiệu full tất cả các chức năng. Rồi, tức là cái khối lượng chương trình rất khối lượng nội dung rất lớn. Ok em. Thì một cơ sở y tế, bây giờ em nói này, các anh nghe rõ không? Để cho anh chị có thể xuống đi giới thiệu nó nói là chưa hình dung được. Chị lại thấy như kiểu mình đang nói nó hơi ngược so với cái mô hình của các cơ sở y tế. Thế chị đi khảo sát thì họ cái nghiệp vụ thực tế của họ như chị nói, ví dụ như là cái phòng khám đa khoa Yên Hòa, chị ngồi đấy đi chị xem, thì thứ nhất là phòng khám rồi, đúng rồi, phòng khám thì nó lại không quản lý HMIT, đúng nhá, rồi không nói phòng khám nhé, chị nói trung tâm em y nói tế phần trung tâm đi. Y tế ok, trung tâm y tế quận y tế đi, thì chị theo như mô hình chị hiểu thì là cái chỗ trung tâm y tế đi, thì nó không có cái chức năng là khám cụ thể như phòng khám đa khoa, đúng không? Mà nó chỉ có chức năng rằng là nó quản lý những cái dữ liệu như em đang nói là về mục dân số các thứ này, thì là gần như là chỉ là đi vào cái mục là chuyên sâu quản lý.
ở phòng khám, chị đi khảo sát nhé. Đi khảo sát ở phòng khám thì làm gì có về HMED đâu. Chị có khảo sát không đấy? Chị có khảo sát nhưng mà tại vì này là chị đang nói là tại vì cái phần HMED như em nói là bao gồm là cả khám chữa bệnh và cả quản lý ngày đúng không? Khám chữa bệnh nếu có, nếu đơn vị đấy có khám chữa bệnh thì mình cũng có tặng các chức năng để cho người ta tiếp nhận và bệnh nhân Rồi, thế thì bây giờ như em đến nói là em khám. đang nói riêng về phần là cái phần là phần của trung tâm y tế quận thôi đúng không? Trung tâm y tế và các trạm y tế. Đúng, các cái chức năng, không, các cái trạm y tế của chị bên chỗ địa bàn chị thế loại khác. Thì đây chị đang nói là riêng về cái chức năng của trung tâm y tế thôi. Thì nếu như em nói thì cái chức năng của trạm của trung tâm y tế thì là gần như là họ chỉ là để cái quản lý cái dữ liệu về cái đầu mô đun em đang nói. Thế còn đâu là cái nếu như mà ok về quản lý đấy thì có thể là anh em sẽ cố gắng là vừa tìm hiểu vừa mày mò thao tác trên này thì để đi có thể đi hướng dẫn được các đơn vị được. Đấy thì là tí nữa Vâng. nếu mà nói đến cái phần khám chữa bệnh thì chị lại hỏi tiếp. Tại vì cái HMIT này là chủ yếu là cái mấy cái chức năng này thôi. Dân số này, chăm sóc sức khỏe này, an toàn thực phẩm, quản lý y tế, báo cáo y tế hết. Còn toàn bộ cái này thì em nói phần tiếp nhận và khám bệnh và để nó liên quan đến cái phần mà toàn bộ cái này đều liên quan đến khám bệnh sang để rồi. Quản lý cơ sở y tế là chỉ quản lý. Thì nếu như này là nó chỉ là lần gần như kiểu là giống như một quản lý, một kiểu của một cái nhân sự mà quản lý tất cả các cái dữ liệu trong một cái cơ sở, Đúng chứ nó rồi, không có chức quản lý năng gì tất nó cả đi dữ chuyên liệu. sâu về phòng khám đa khoa đúng không, Đúng, và giống như quản là lý dữ dữ liệu liệu cơ thôi. sở, dữ liệu quốc gia, dân cư. Chỉ có dữ liệu về cơ sở, ví dụ như là đây, ở đây chị nhìn thấy có những dữ liệu về dân cư, dữ liệu về tiêm chủng, dữ liệu về lây nhiễm, tức là toàn bộ những cái thông tin này đều khám bệnh. Khám bệnh thì đều có cái chỗ là mình chọn cái ICD, thì cái ICD nó có những cái mã bệnh lây nhiễm không lên quản lý luôn. Tức là bây giờ bảo một trạm y tế thống kê một tháng này có bao nhiêu bệnh nhân khám bệnh mà có bệnh lây nhiễm thì ở đây mình quản lý được luôn, à mình lấy được dữ liệu luôn. Cái về chuyên khoa, về chăm sóc sức khỏe, đây. Tức là có thể là không dùng đến cái này, nhưng mình vẫn đáp ứng đủ theo cái quy định 3532 đấy. Cho anh hỏi tí cái phần mà ví dụ chữ, cái mà gọi là mà khai tử ấy, nó có lấy đồng bộ dữ liệu được các bệnh viện từ trên bảo hiểm y tế khi mà người ta chết ở nơi khác ấy, thì nó có đồng bộ về không? Không lấy đâu ra anh. Còn mình có đồng bộ là đồng bộ về bệnh nhân, Cái này kết nối ví dụ lên bảo hiểm xã hội các thứ mà, đúng không? kết nối bảo hiểm xã hội, kết nối cổng tiêm chủng quốc gia, tức là toàn bộ cái kết nối ở Nhưng là cái không trung đồng tâm bộ dữ được dữ liệu liệu ấy. về đúng. Có đồng bộ về cổng dữ liệu tiêm chủng quốc gia, mình cũng đồng bộ dữ liệu từ trên cổng dữ liệu quốc gia về để sử dụng. Ý Hoặc anh nói là kiểu một người riêng đối một với về người cổng dữ liệu quốc gia, à cổng tiêm chủng. ví dụ như một người người ta làm giấy chứng sinh ở nơi khác lấy về đây thì liệu có tra cứu được người đấy ra không ấy? của Tra của cứu nhưng mà người đấy thì phải phải có nằm trong cái dân số dân sự ở đây không? không thì người ta có thể là người ta từ cái hệ thống của Viettel như ở một xã khác đúng không? Thì đi đâu ra anh? Mình liên thông hệ thống mình đấy chứ. Thế thông cửa sang Viettel Viettel. nó cũng phải liên thông lên bảo hiểm xã hội mà. Nhưng mà sao lại liên quan đến giấy chứng sinh? Cái của mình là cái phần liên thông Ý chia anh sẻ nói dữ là liệu nó ấy, lấy về là nhân liên quan khẩu đến về khám đây chữa bệnh. ấy. Lấy. Không lấy nhân khẩu. Của chỉ là liên quan đến chia sẻ dữ liệu về khám chữa bệnh. Ví dụ là anh có thể tìm kiếm một cái thông tin bệnh nhân có tên tương tự anh, tìm kiếm ở bệnh nhân đấy ở những nơi mà có sử dụng cái hệ thống phần mềm của mình. Đây ví dụ là anh vào tiếp nhận nhé, của mình là liên thông chia sẻ dữ liệu như thế. Nói chung là hay là buổi hôm nay là chia sẻ đi, còn em giới thiệu lần cuối thì thôi nhá, tại vì nó chỉ có những chức năng này. Anh chị hỏi gì thì em chia sẻ luôn. Đây, tức là tại cái chỗ này anh chị có thể tìm kiếm theo các nơi này.
là chỉ lấy được cơ sở dữ liệu trên hệ thống của mình thôi đúng không? Không lấy từ các nơi về được, các hệ thống khác về được, như bảo hiểm xã hội có nó có kéo xuống được không? Xuống các cái khác lại kéo xuống là như nào? Anh muốn kéo thông tin gì? Không phải tra cứu thông tin, ví dụ như trong cái bảo trong cái khám chữa bệnh thì tra từ cái thẻ bảo hiểm hay là lấy toàn bộ thông tin của người đấy về được mà. Nhưng muốn lấy thông tin gì để anh tra cứu anh làm gì ạ? Ví dụ nha, người ta một người khai báo nhân khẩu ở đây đúng không? Nhưng người hy sinh ở đâu đó, nó trên một cái hệ thống khác thì người ta cũng sẽ có trên bảo hiểm xã Không, hội, người không, không. ta khai báo Làm tử sao rồi mà đúng mình để cập nhật được? Của mình cái này mình chỉ quản lý những cái thông tin này và mình quản lý được những tìm kiếm về những cái bệnh nhân đấy đã đi khám bệnh ở những nơi khác thì mình có thể kiểm soát được. Để chia sẻ về khám chữa bệnh cùng một tự cái mã nhiên định cái phần danh. nhân khẩu mà có ghép khẩu các thứ là nó chỉ nằm trên hệ thống của mình thôi, nó không lấy được nơi khác về. Rồi. Ghép lại hai người làm một đấy, là ví dụ là người tiếp nhận bệnh nhân các thứ này, chứ mình sao lại liên thông được với cả Viettel. Ý như kiểu là bây giờ là nhà mình có bốn người thì đang sống ở một nơi A, thì một người đi đến nơi B mà chết ở nơi B thì nơi A có biết rằng là B chết chưa, thì cái thực ra là phải do phía gia đình người ta phải báo lên đúng không? Đúng rồi. Còn nếu không báo coi như là trong cái phần quản lý nhân khẩu nó vẫn sống. Nói chung là các hệ thống của Việt Nam mình nó có liên kết, nó có link gì với nhau đâu. Alo. Không, ý là nơi nơi của mình phải báo chứ. Là nếu như cơ sở khác Alo, cùng sao cái rồi? sống Sao HMX của rồi? mình Chết rồi. Và, hoặc là nếu mà cùng giống HMX của mình thì được. Thì đấy là lý chị nói là nếu mà cùng hệ thống thì còn tra được, còn nếu như khác hệ thống thì làm sao tra được. Alo Trang ơi, Thế thì Trang nghe thấy không? em Thế nghe được anh ý ạ. kiến cái, anh nghĩ là như này, cái này phần này ấy, thì mình phải hiểu là như này, cái hệ thống của mình thì là hệ thống bao gồm cả HIP và HMIS, Vâng. HL3 và HMIS. Cái phần liên thông là mình liên thông lên hệ thống V20, liên thông ở V20 phần lớn mang tính một chiều, tức là mình đẩy dữ liệu cho Bộ Y tế là cái hệ thống V20 theo quy định V20. Còn những cái quy định ví dụ như quy định HMIS bao gồm những tính năng nào, cái gì, tính năng như thế nào ấy, thì nó có trên cái hệ thống, có trên cái quy định năm năm ba năm ba 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 hai năm ba hai ba hai ba ba năm năm ba hai đấy đấy, thì cái quy định thì những cái việc đó thì mình phải hiểu là nếu mà muốn hiểu kỹ nghiệp vụ thì mình phải đọc cái quy định đó. Còn nếu mà mình mà bảo là phần mềm của mình như thế nào như nọ kia thì ở đây chúng ta chỉ hướng dẫn về phần mềm thôi, còn về mặt dữ liệu về dân số các thứ thì mình phải hiểu là hệ thống của mình thì chỉ có dữ liệu của mình thôi chứ không có dữ liệu của Viettel và không làm được. Ok chưa ạ? Cái đấy em hiểu rồi. Đâu, tại vì là em đang giải thích với cái anh thì anh vừa hỏi là có biết được rằng là người ta chết ở địa phương khác không biết hay không. Em cũng bảo là nếu như họ dùng phần mềm của mình thì mình biết, còn nếu không thì làm sao mà biết được, vì các hệ Ô, thống bây đơn giờ vị khác có link với nhau đâu. anh xin một ý kiến như này là anh em có cần tâm trình bày hết một lượt sau đó mới hỏi đáp hay không, hay là giờ hỏi đáp luôn? Em theo em Em thì thấy cứ đáp trình đáp bày này xong là một hỏi phần đáp mục mình sẽ luôn. hỏi đáp luôn anh ạ, thì nó sẽ cuốn chiếu cho nó gọn, nó dễ hiểu hơn. Chứ lúc mà trình bày hết xong quay lại thì nó lại mọi người lại quên không nắm bắt được hết, thì theo em thì cứ xong phần nào sẽ mình hỏi hỏi đáp phần đấy luôn anh ạ. Ok. Nhưng Vâng. mà nó phải giới hạn thời gian, nếu không thì mình sẽ 6 giờ chưa chắc xong. Thế này nhá. là Em xin có một ý Hay là anh kiến chị góp hỏi ý. đáp luôn. Có một ý kiến góp ý này thôi. Thì nếu như đứng trên cương vị là hướng dẫn cái phần mềm đi thì mình thì thôi, thì em cứ nói thực sự là cái này là cũng phải trải qua anh em mình cùng làm cùng mày mò thì may ra mới biết để hướng dẫn khách hàng. Thế nhưng mà em đang đứng em nói ví dụ như là cái phần mềm HMIS như Tâm nói là bao gồm là vừa là quản lý dữ liệu vừa là để khám chữa bệnh đúng không ạ? Alo. Phần khám chữa bệnh là phần HIT, nó gồm Phần những cái HIT menu ở bên 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 đầu ấy, và phần thì HMIS mình, là nhưng menu mà cuối. em muốn hỏi một chút là trước mắt bước một bây giờ là mình sẽ đi là hướng dẫn các cơ sở y tế quản lý cái dữ liệu, thao tác cái dữ liệu này, hay là hướng dẫn luôn cả họ cái phần mà trong thao tác về chuyên môn sâu? Chỉ hướng về phần HMIS thôi.
chỉ hướng dẫn về phần HMIT thôi hả anh? Ừ. Nếu mà thằng nào đã có triển khai HIT rồi thì mình mới hướng dẫn có liên quan đến HIT, còn người tập trung chủ yếu vào HMIT. Rồi, thế thì em hiểu rồi ạ. Ok anh. Phần dân số này các anh chị còn câu hỏi gì không? Tức là những cái liên quan đến dân số thì chỉ là quản lý những cái về giấy chứng sinh, công trình vệ sinh của cái hộ gia đình đấy thì mình cũng chỉ là thêm vào để mình quản lý. Các anh chị ở trạm y tế hoặc trung tâm y tế thì đều phải nhập. Cái phần cũng khá quan trọng về ghép nhân khẩu với lại đã có mã bệnh nhân hoặc là danh sách nhân khẩu chưa ghép, tức là mình phải ghép. Là người ta đi khám bệnh hoặc là những người đã đi khám bệnh ở trên những người đơn vị đã dùng hệ thống HIT rồi ấy, sau lúc sau mình import dữ liệu dân số nhân khẩu vào thì mình phải ghép hai người đấy là một người để đảm bảo về dữ liệu về báo cáo là cho nó đúng, xong nó lại không thì sẽ bị thành hai người. Thì anh chị chỉ vào những cái chức năng này thì hệ thống cũng đã hỗ trợ ghép rồi, anh chị chỉ cần tìm và ấn ghép thôi. Ở đây có chức năng ghép hàng loạt các thứ. Thì là để ghép nhân khẩu, hoặc là lúc khi đối với những đơn vị trạm y tế ở trung tâm y tế mà có tiếp nhận bệnh nhân thì ở cái form tiếp nhận đấy cũng đã có chức năng là báo ghép nhân khẩu hay không, cũng có nút ghép nhân khẩu tại màn hình đấy luôn. Để cho dữ liệu đảm bảo là một người. Nói lại cái phần ghép nhân khẩu là cái, tức là người ta khám trên hệ thống HIT của mình nhưng mà mình hệ thống cũng không nhận ra để ghép được nhân khẩu, không tự động được mà phải ghép. Không phải ý nhá, thì ví dụ là những cái dữ liệu dân số này anh chị thu thập về, nó ví dụ là thu thập về nhưng mà có người tên vẫn như này, cũng ngày tháng năm sinh như này, nhưng mà mình thu thập không có số thẻ bảo hiểm chẳng hạn, thì cái phần tức là có số thẻ bảo hiểm tự động ghép không? Có, nếu mà có trùng tất cả thông tin thì sẽ tự động ghép. Nếu mà anh chị nhập ở đây có thể anh chị có thể nhập sai. Ví dụ địa chỉ anh chị chỉ nhập HN thì nhưng mà ở cái phần dân số này anh chị rõ đầy đủ phường xã thứ hệ thống không biết nhận biết đấy là một người được. Tức là nó sẽ căn cứ vào. Anh hiểu, anh chỉ hỏi cái phần bảo hiểm, có thẻ bảo hiểm hoặc số chứng minh thư chẳng hạn thì nó tự động ghép thôi. À, của mình là check theo số thẻ bảo hiểm sẽ tự động ghép được anh ạ. Rồi. Và có check theo ba trường là họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ chính xác. Thế chị hỏi chút là nếu như trong trường hợp mà có một cái sự sai sót về cái số bảo hiểm y tế, vì là cái này chị cũng thấy gặp rất nhiều trường hợp là nhiều người bị sai số thẻ bảo hiểm y tế, thì như thế thì cái lúc trong trường hợp mà thao tác mà phát hiện sai thì sẽ như thế nào? Sai số thẻ bảo hiểm á? Ừ. Thì mình phải sửa lại thông tin thẻ bảo hiểm. Thế mình lại phải thông báo với ông sở hay là mình sửa được? Chứ không mình phải sửa tại đây. Lỗi là dữ liệu đấy bảo là không lấy được bên ngoài y tế nhỉ? Thế là mình phải tự sửa lại à? Tiếp tục V20 sẽ đẩy dữ liệu ra là có số thẻ hay không? Có thể là người ta chỉ thu thập ở dữ liệu dân cư thì sẽ không có số thẻ bảo hiểm. Nếu mà thu thập ở bên bảo hiểm xã hội thì sẽ có số thẻ bảo hiểm. Nếu mà không có thì mình sẽ phải nhập thôi. Nhập khi tiếp nhận này thôi. Nhập vào chỗ phần nào em? Sửa thì anh chị vào nhân khẩu này, sửa thông tin. Và nhân khẩu sửa thông tin à? Vâng, ở đây có sửa toàn bộ thông tin mà. Ở đây có toàn bộ thông tin của nhân khẩu của một địa phương. Ở địa phương đó thì anh chị có thể vào sửa. Vâng. Về cái vấn đề ghép này anh chị nếu mà đơn vị vừa có bạn gì bán thảo sai về cái thẻ bảo hiểm ấy thì có hai hình thức sai, một là sai trên hệ thống bảo hiểm xã hội thì phải sửa trên hệ thống bảo hiểm xã hội, còn cái phần mềm của mình thì buộc phải thì mình chỉ sửa của mình để khớp với bảo hiểm xã hội thôi. Nếu mà mình nhập sai thì mình tự phải sửa. Đúng rồi, tự sửa chứ còn không sửa được trên bảo hiểm xã hội đâu. Vâng, mình chỉ sửa trên phần mềm của mình thôi. À, chỉ sửa trên phần mềm của mình thôi. Không, bạn gì bạn hỏi này trả lời thế bạn hiểu sai. Để tự sửa bảo hiểm xã hội. Không, em đang hiểu là giả dụ như cái khâu tiếp nhận ban đầu mà bệnh nhập mà nhập sai số bảo hiểm của bệnh nhân ý. Đấy, lúc mà lại ghép dữ liệu mà tra theo cái số bảo hiểm của bên bảo hiểm xã hội của Sam thì nó không khớp thì lại làm thế nào thì mình quay một kia mình sửa. Về lý thuyết xóa bệnh nhân đấy đi. Xóa bệnh nhân đi, nhập lại. Anh nhập lại.
Hoặc là nếu bạn bên nhân ấy chưa khám chữa bệnh gì thì anh chị có thể là xóa đi nhập lại, hoặc nếu mà đã khám chữa bệnh rồi thì vào cái thông tin khám chữa bệnh đấy có nút sửa thông tin của bệnh nhân mà. À thế thì lại chưa làm hai trường hợp. Nếu là đối với trường hợp là bệnh mà người đấy người ta chưa đến khám tại cơ sở y tế lần nào thì mình sẽ phải là xóa bệnh nhân đấy đi, mình nhập lại từ đầu đúng không em? Không phải. Ý là khi chị tiếp nhận bệnh nhân nhé, chị mới tiếp nhận thì chị vẫn có thể xóa đi. Còn nếu mà bệnh nhân đã thực hiện khám chữa bệnh rồi, hoặc là phát sinh những cái phát sinh về viện phí, phát sinh về thao tác dược dùng rồi thì chị không xóa được, đương nhiên là không xóa được đúng không? Thì mình vẫn phải sửa thông tin hành chính. Sửa thông tin hành chính. Ok, chị cảm ơn. Chỉ là sai phải nhập lại thôi. À sai. Đấy thì là về phần nhân khẩu, về phần dân số thì sẽ đi giới thiệu thì mình cũng làm của mình quản lý về dân số, về những cái giấy chứng sinh, về công trình vệ sinh, đó. Đây là những cái quản lý. Còn tiếp theo về mục chăm sóc sức khỏe, thì toàn bộ những cái phần này đều liên quan đến phần khám chữa bệnh, đều là cái thừa lấy thông tin từ bên khám chữa bệnh. À, về form quản lý bệnh này, về chăm sóc sức khỏe, về quản lý chuyên khoa và quản lý HIV. Là những form liên quan đến khám chữa bệnh. Và thường em thấy ở phần ở trung tâm y tế thì họ chủ yếu là liên quan đến quản lý sinh sản, trong đó kế hoạch tâm tin này, cân đo và quản lý tiêm chủng thôi. Em thấy hai cái này thì ở các trung tâm tại trạm y tế. Về phần quản lý dinh dưỡng, mình có kế hoạch uống vitamin. Ở đây các anh chị đẹp là thiếu đây anh chị nhập tên, ví dụ là uống tháng 2 hạn đấy này nào thì là sau khi tạo thì anh vào nhắc lịch này là để đưa những nhân khẩu vào trong cái kế hoạch đó. Là có thể nhắc lịch khẩu đầu tiên là tìm khẩu đã theo những có ngày sinh từ ngày nào đến ngày nào để chị có thể đưa vào cái kế hoạch uống vitamin. Tìm ở đây em tìm ổn tự tìm ổn ở cái huyện xã này, xã an cư huyện cái này. Là những cái anh chị có thể tìm giới hạn theo độ tuổi để uống, sau đó là anh chị chọn cái mình vừa mới tạo xong này, cái gì là cái ngày mà mình tạo kế hoạch này ở bên kia hết, tại đây mình chọn hoặc là mình chọn tất cả theo cái ngày sinh mà mình đã lựa ra đấy và chọn những đối tượng mình ấn chữ tạo kế hoạch, thì là đưa những đối tượng này vào trong kế hoạch mình vừa tạo. À, tức là trong cái kế hoạch tháng 2 này có độ khoảng ví dụ có là sẽ vitamin 2 chẳng hạn, thì đấy là mình, tức là tích của mình là quản lý kế hoạch uống vitamin. À, cho phép là tìm kiếm theo các tiêu chí bên trên kế hoạch hay là theo các loại hay là hoặc là đối tượng mình ra gửi SMS tin nhắn Zalo thì là phải click vào lên để cái đầu số để có thể là phải làm việc với cái phần đấy, còn hệ thống thì đã xây dựng. Chị không nghe được, cảm ơn. Không được à? Cái mic của em nó cứ bập bà và bõm. Yeah. Mất tiếng liên tục ấy. Chắc cái tín hiệu đường truyền của em bị ngắt, nó bị sao ấy. Cái này không phải tín hiệu mà do cái mic kia là cái... Bữa nay Ngọc mic xịn. Anh Ngọc ngồi đấy cho em Tâm mượn cái máy điện thoại của anh Ngọc ấy.
Anh Ngọc chắc. Bây giờ nghe được chưa ạ? Được rồi, nhưng lúc bây em giờ mất anh tiếng chịu nghe được. Hay là Tâm sang đây slide show đi Tâm ơi. Tâm sang đây anh cho mượn máy slide show luôn. Em ơi. Tâm tắt màn xe màn hình sang phòng anh Ngọc. Mà của họ đang dùng cổng tiêm chủng quốc gia thì của mình đang thì mình sẽ liên thông. Không, cổng tiêm chủng quốc gia thì chắc chắn là quy định rồi. Thì ở quy định này các anh là mình của mình đang theo cái chuột của anh không lăn được. Đây. Các cái đầu mục này vào của mình, các cái menu cũng tương tự luôn. Khám chữa bệnh đây, nó cũng có một chút về khám chữa bệnh như này. Ghi nhận thông tin hành chính của người bệnh, mã người bệnh, quản lý thông tin lần khám, lần đăng ký khám. Đó, đây là có vẻ cả về cái mục về quản lý bệnh và chữa bệnh. Quản lý bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm. Đấy, tất cả của mình toàn bộ theo cái này. Xong các anh nhìn hết 23 mô đun chức năng thì lát nữa nó giống như trên phần mềm của mình luôn. Và các báo cáo thống kê mình cũng đã làm đây. Theo thông tư 37, 16 sổ, 1 phiếu của mình cũng đã làm. Và các báo cáo thống kê theo phụ lục 2 thông tư 37, các biểu, từ biểu 1 đến biểu 8. Cái chỗ mà liên thông chia sẻ dữ liệu V20 thì ở mục 23 này có 10 cái phải chia sẻ. Thì hiện tại tất cả các cái khác ngoài cái V20 nó là một quy định nhỉ? Một quy định chuẩn dữ liệu hay là cái... Đúng rồi, và cái đấy các anh chị có thể sử dụng ấy. Nó có một cái link trong anh chị có thể đăng nhập vào, anh chị có thể sử dụng. Và cái đấy V20 là cái chuẩn tin học trong y tế ấy. Không, là hệ thống đây, có khái niệm đây luôn này. Là hệ thống kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến bộ và các cơ quan, tức là trong đấy nó có sự liên thông cơ sở dữ liệu. Ví dụ là sở y tế vào có thể là xem được toàn bộ những cái đơn vị họ quản lý, toàn bộ những cái thông tin anh chị có thể nhập vào đây này. Anh chị có thể là sở y tế họ này có thể vào chọn được quận huyện này, và trong quận huyện này họ có thể tìm kiếm các cái thông tin mà anh chị vừa theo dõi quản lý. Đấy. Ở địa phương này có độ tuổi người cao tuổi là khoảng bao nhiêu, hoặc là đơn vị này có bao nhiêu trẻ em sinh ra. Đấy thì họ cũng có thể quản lý hết. Tức là liên thông chia sẻ dữ liệu các tuyến. À, của mình hiện tại thì cái V20 thực sự là em không chưa tìm hiểu sâu. Còn hệ thống phần mềm HMI của mình thì đã liên thông được với về dữ liệu tiêm chủng, cổng tiêm chủng quốc gia. Còn các cái dữ liệu khác thì đang xây dựng. Là phải, nó là một cái hệ thống phần mềm mà các anh chị có thể vào đăng nhập và xem ấy. Đấy, khai trương V20 là phải chia sẻ dữ liệu đây này, đồng thời sẵn sàng đồng bộ thông tin người dân với cơ sở dữ liệu dân cư. Đó. Đây là những cái, tức là mọi thứ nó phải chia sẻ dữ liệu liên quan đến nhau. Còn thôi em không nói sâu về phần này nữa nhé. Em vào phần mềm của mình đi. Thì xong cái phần dân số thì là người ta sẽ quản lý những cái thông tin về nhân khẩu, hộ khẩu, giấy chứng sinh, các công trình vệ sinh, đó là về dân số. Thì đúng như theo cái quyết định 32 là cũng về phần quản lý dân số. Em sẽ cứ đọc cái quyết định này cũng được, đọc trước. Nhân khẩu, hộ khẩu, dân số đấy. Tiếp theo về phần chăm sóc sức khỏe,
hệ thống mà trong cái quyết định này yêu cầu hệ thống phải quản lý được tất cả những cái về bệnh nhân, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm hay các thứ, thì nó ở đây. Mà lúc nãy em đang giới thiệu về phần quản lý dinh dưỡng đúng không? Em tiếp nốt cái phần dinh dưỡng này nhé. Thì sẽ có phần tạo kế hoạch, nhắc lịch, là tức là đưa các đối tượng vào trong kế hoạch và có thể gửi MS, Zalo, nhắc lịch, kế hoạch cân đo, nhắc lịch. Thì cũng tương tự. Đấy. Có kế hoạch đưa kế hoạch vào, tạo kế hoạch đưa người nhân khẩu vào trong kế hoạch, quản lý. Thì ở đây quản lý thì anh chị cũng tìm kiếm thôi. Đấy. Tìm kiếm những tìm kiếm theo kế hoạch này. Có đối tượng nào? Đã uống hết rồi. Tức là ở đây là tìm kiếm các cái thông tin này. Sao ở đây em đang không tìm được đấy? Một hai cái hôm nay cái sai demo này nó bị lỗi tại đội đấy đang up code. Có ở đây có cái chức năng là thêm ngoài kế hoạch, tức là mấy đầu anh chị đưa vào trong kế hoạch ở cái lúc cái bước hai rồi ấy, xong ở đây lại phát sinh những cái nhân khẩu khác thì anh chị có thể là ấn thêm ngoài, tức là mình lại chọn thêm mà để đưa vào trong kế hoạch. Đây. Và cái tab kết quả uống thì là chỉ là tìm kiếm và tình trạng đã uống chưa uống để in danh sách báo cáo. Đây là nghĩa nào để cập. Thôi em bỏ qua cái chỗ nó đang bị lỗi này nhé. Là tìm kiếm thêm và thêm ngoài. Thì tương tự với lại cân đo, nhắc lịch đo và quản lý trẻ em suy dinh dưỡng cân đo. Thì đây anh chị cũng tạo 3 bước như thế, cũng làm 3 bước như vậy. Đầu tiên là tạo kế hoạch. Là dự định ngày này mình có cái kế hoạch cân đo. Sau đó là đưa những đối tượng vào trong cái kế hoạch đó. Thì đây tìm thông tin ngày sinh, từ ngày nào đến ngày nào những trẻ em nào cần cân đo. Thì anh chị tìm kiếm, sau đó là chọn kế hoạch và chọn đối tượng vào kế hoạch đó. Ở đây cũng có hai tab là phần thông tin nhân khẩu về kế hoạch cân đo, thì cũng toàn những là phục vụ cho anh chị là tìm kiếm này, in danh sách và gửi nhắc lịch cân đo. Là qua gửi SMS, gửi tin nhắn Zalo. Quản lý trẻ em suy dinh dưỡng. Tức là xong khi mình tạo kế hoạch và cập nhật các cái thông các đối tượng vào rồi và trẻ em đến đã thực hiện rồi, thì ở cái phần quản lý này cho phép mình tìm kiếm theo các kế hoạch đó, tìm kiếm theo các tiêu chí bên trên này, anh chị có thể chọn ra các tiêu chí bên trên. Và in là tức là in toàn bộ cái danh sách này ra để báo cáo hay để nộp đâu đó. Đây, đây. Ví dụ ở đây là tìm kiếm theo cái kế hoạch này, trạng thái chưa thực hiện, là đã có hai ngày này chưa thực hiện chẳng hạn. Thì anh chị cập nhật trạng thái. Hay cân đấy. Toàn bộ các cái thông tin dấu sao này thì anh chị phải nhập. Thì là cập nhật các cái là đã thực hiện hay chưa thực hiện. Sau đó ở bên kết quả anh chị in theo các cái tiêu chí.
Thì cái phần mà quản lý dinh dưỡng có kế hoạch uống vitamin với lại kế hoạch cân đo thì nó đơn giản, còn cái phần tiêm chủng thì nó phức tạp hơn một chút. Thì bây giờ em sang cái phần tiêm chủng. Tiêm chủng thì cũng có sẽ có 3 bước là tạo kế hoạch, nhắc lịch và có tách ra là tiêm chủng bà mẹ và trẻ em. Khi mình tạo kế hoạch thì mình có chọn đối tượng bà mẹ và trẻ em. Thì ở đây chị là sẽ tiêm chủng theo bà mẹ trẻ em và thực hiện tiêm chủng 4 bước. Thì nó sẽ hơn của cái vitamin và cân đo ở cái phần thực hiện tiêm chủng 4 bước. Thì đầu tiên anh chị cũng thực hiện là tạo kế hoạch tiêm chủng. Cái phần tạo kế hoạch tiêm chủng này thì sẽ có anh chị phải điền nhiều, điền các cái thông tin khác với ở bên vitamin và cân đo. Đây. Là anh chị tạo thêm kế hoạch này, chọn đối tượng, ở đây là có bà mẹ hoặc trẻ em. Thì anh chị là chọn đối tượng bà mẹ và trẻ em. Đây. Chọn kế hoạch, loại kế hoạch là tiêm chủng mở rộng và chiến dịch. Đối tượng thì để phân ra để lát nữa vào menu là tiêm chủng cho bà mẹ hoặc trẻ em. Nên anh chị chọn số bàn, tức là số bàn để tiếp để tiêm ấy, 5 hay 7 hay 10 bàn. Địa phương, tức là trong một trung tâm y tế hay là một trạm y tế thì hay là một trạm y tế thì các địa phương là tức là các thôn xóm, tổ dân phố gì đấy thì đây mình chọn hết ở trong đây. Loại vaccine thì em chọn này. Đây loại vaccine ở trong cái phần quản lý vaccine thì ở đây anh chị chọn cái loại vaccine, có thể chọn một hoặc nhiều. Địa điểm tiêm thì tại trạm y tế chẳng hạn đấy. Sau đó anh chị ấn thêm mở là mình đã tạo xong tạo kế hoạch tiêm. Ví dụ em chọn một cái kế hoạch đã được tiêm đã được tạo trước. Ở đây nó loát chậm thì kéo chuột xuống dưới này, ở phần dưới này. Đây được rồi. Đây. Khi anh chị lập kế hoạch thì ở phần dưới này anh chị phải điền các cái cán bộ tiêm. Thì lát nữa mình thực hiện tiêm chủng 4 bước mình sẽ chọn bác sĩ rồi người tiếp đón. Thì ở phần cán bộ tiêm này anh chị phải chọn cái danh sách ở trong cái cán ở trong danh sách cán bộ ra đây. Người phụ trách người tiếp đón là ai, thực hiện tiêm là ai, khám sàng lọc ai là anh chị phải chọn. Và ở đây đã hiển thị ví dụ số lượng. Đây, cái trong kế hoạch tiêm là từ ngày nào đến ngày nào. Sáng thì anh chị có thể điều chỉnh là sáng bao nhiêu người, chiều bao nhiêu người của các ngày. Anh chị sẽ điều chỉnh ở đây. Ở cái phần tiêm chủng thì không, anh chị không phải đưa đối tượng vào trong kế hoạch. Thì riêng về tiêm chủng hệ thống đã tự động đưa đối tượng vào trong kế hoạch phù hợp với dựa theo cái độ tuổi và cái loại vaccine cần phải tiêm. Ví dụ là độ tuổi trong độ tuổi nào phải tiêm cái loại vaccine nào thì hệ thống phần mềm đã tự động đưa các đối tượng đấy vào trong cái kế hoạch này. Và tại đây anh chị cần tạo cái phiếu dự trù. Đây. Anh chị có thể tạo cái phiếu dự trù để gửi cái số lượng vaccine cần tiêm lên trung tâm y tế để họ gửi về để mình tiêm. Thực ra cái số lượng này là hệ thống phần mềm cũng đã tự tính toán rồi, tại vì ở cái phần mà quản lý về vaccine của bên trung tâm y tế họ sẽ làm cái phần đó, còn mình sẽ dùng thôi. Là họ đã ghi là ví dụ như là lọ vaccine A này, một lọ tiêm được cho một người. Thì trong cái kế hoạch này hệ thống tự động tính toán là có 3 người tiêm chẳng hạn. Thì ở cái dự trù, ở cái gửi dự trù này, phần mềm đã tự động tính toán là 3 lọ. Đấy. Thì để gửi dự trù. Thì anh chị chỉ cần ấn gửi dự trù đi. Đấy là phần tạo kế hoạch tiêm chủng. Tiếp theo là phần
nhắc lịch tiêm chủng. Cái này thì không phải đưa đối tượng vào mà chỉ cần tìm kiếm và nhắc lịch thôi. Nhắc lịch thì liên quan đến phần SMS và Zalo đấy. Thì anh chị có thể là phải làm việc với đơn vị để đăng ký cái đầu số cố định và brand name. Đấy, tìm kiếm và in các cái danh sách tiêm, gửi tin nhắn, SMS, Zalo. Ví dụ em vào là thực hiện đây, tiêm chủng trẻ em chẳng hạn. Thì ở đây mình chọn cái kế hoạch mình đã tạo ở kia của đối tượng là trẻ em. Chọn cái kế hoạch nào có người. Đấy. Ví dụ là mình chọn cái kế hoạch này ra danh sách này. Thì vì mình chọn đối tượng đấy. Thực ra thế này thì các anh chị ở trạm y tế trung tâm thì các chị phải làm tay từng người. Anh chị phải chọn, ví dụ là hôm nay có người lại đến tiêm thì ngồi máy tính điền luôn. Đấy, ấn thực hiện tiêm chủng 4 bước là tiếp đón, sàng lọc, thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm. Đấy, ví dụ em trở lại này. Đấy, khi chọn cái đối tượng là thảo test này chẳng hạn, thì tại đây anh chị nhập ngày tiếp nhận là nó sẽ hiển thị hiện tại anh chị điều chỉnh giờ. Cán bộ tiếp đón là cái chỗ mà lúc mình tạo kế hoạch mình có chọn là mình có thiết lập cán bộ tiếp đón là ai, thì tại anh chị chọn cán bộ tiếp đón là ai. Sau đó là mình cứ ấn bước tiếp theo là thực hiện sàng lọc. Trong cái sàng lọc này thì sẽ có khám sàng lọc theo hai cái quyết định này. Đây. Thì có cái các triệu chứng trước khi khám ấy, anh chị điền vào đây. Thế là những cái này mình quản lý. Bác sĩ khám là ai? Đây, ngày khám kết luận như nào? Thì anh chị cũng sẽ nhập hết ở đây. Và ấn tiếp theo. Tiếp theo là thực hiện tiêm. Cái thực hiện tiêm này anh chị cũng thực hiện ngày, điền ngày tiêm. Người thực hiện tiêm là ai? Cũng lấy từ cái danh sách lúc anh chị tạo kế hoạch tiêm. Thực hiện tiêm thì sang bước thứ tư là theo dõi sau tiêm. Thì anh chị cập nhật các tình trạng đây. Không phản ứng hay là nhẹ nghiêm trọng thì anh chị sẽ cập nhật, sau đó là lưu lại. Thì mình sẽ thực, đó là mình nó lỗi gì đó. Không lưu được. Và ấn lưu lại thì là mình đã thực hiện xong là tiêm chủng 4 bước của từng bệnh nhân để mình quản lý. Tiêm chủng bà mẹ cũng tương tự. Danh mục vật tư tiêm chủng thì để cho anh chị ở đây là mình chỉ xem ở đây, xem ở các cái trên trung tâm y tế hay là cái dữ liệu đã khai báo. Ví dụ là cái loại vaccine này, số người được tiêm trên lọ là bao nhiêu người. Đây là có hết các cái thông tin rồi. Anh chị chỉ xem mà các anh chị không thêm sửa xóa được. Cái này bị ẩn. Có một cái ở đây, nếu mà sau này anh chị mà tức là đơn vị có liên thông với cổng tiêm chủng dữ liệu quốc gia thì ở đây mình sẽ thực hiện cái menu là tiêm chủng theo đối tượng cổng tiêm chủng quốc gia. Thì anh chị chỉ việc thực hiện cái chức năng này thôi. Không phải làm theo cái bước là cái tạo kế hoạch cái gì nữa, tại vì mình lấy hết cái thông tin từ trên cổng tiêm chủng về rồi. Thì trên cổng họ cũng đã tạo kế hoạch tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng, lịch sử tiêm chủng. Tức là họ dùng hai phần mềm, họ dùng cái phần mềm cổng tiêm chủng quốc gia rồi, họ tạo kế hoạch hết trên đấy rồi chẳng hạn, thì của mình cũng sẽ lấy về để cho anh chị có thể sử dụng trên phần mềm của mình. Hoặc là nếu mà dùng phần mềm của mình thì thực hiện theo các cái bước này. Còn những cái đăng ký gói cước tin nhắn này thì tôi không nói nữa, là liên quan đến cái đăng ký cái đầu số cố định rồi. Đó, đó là về phần quản lý tiêm chủng và về phần quản lý dinh dưỡng. Thì có cái về uống vitamin và cân đo. Đấy là hai cái mà em thấy các trạm y tế và trung tâm y tế hay dùng. Còn những cái module về quản lý bệnh này,
chăm sóc sức khỏe hay quản lý chuyên khoa quản lý HIV này là liên quan đến cái phòng khám chữa bệnh. Thì tại đây ví dụ đây, khi tiếp nhận bệnh nhân xong vào khám bệnh ví dụ một bệnh nhân đã khám bệnh trái ngày mới có. Chắc hôm nay không ai test cái này sao? Em tiếp nhận bệnh nhân vào vậy. Địa chỉ này anh chị chỉ cần nhập những cái chữ cái đầu của đơn vị mình thì hệ thống nó tự loát ra. Ví dụ như Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chọn phòng khám này. Chọn dịch vụ khám. Nhấn lưu. Đây anh chị nhìn thấy cái nút ghép nhân khẩu không? Nếu mà đối tượng mà những cái khớp thông tin bên nhân khẩu nó sẽ tự động ghép. Đây, chưa ghép nhân khẩu á. Ví dụ bệnh nhân em vừa tiếp nhận vào nhé, ấn khám đây, cái phần ICD này, ví dụ như là ICD theo mã của y tế đúng không, ví dụ J02 của nó là tiêm học, sau đó là enter sẽ lưu lại, bật lên một cái form anh chị vừa nhìn là không lây nhiễm không, nó rơi vào là cái ICD không lây nhiễm đấy, thấy chưa, thông tin bệnh không lây nhiễm lưu lại. Anh chị điền những thông tin vào lưu lại. Thì sau khi hoàn tất khám của cái bệnh nhân này thì ở cái phần đây quản lý bệnh nhân không lây nhiễm, tức là nó sẽ link sang bên này để cho anh chị quản lý. Chị nhìn thấy Nguyễn Văn A chưa? Đấy. Tức là cái này của mình chủ yếu là quản lý khi bệnh theo mã ICD. Thì đấy là liên quan đến sao nó bị đơ rồi. Toàn bộ những cái đây lên những khoa lây nhiễm này anh chị là bệnh nhân sẽ vào mã ICD đấy, hoặc là cái có ICD này, cái này là có thể cái lúc mà mình thiết lập theo quy định ấy, là những cái nhóm nào vào thì anh chị cũng có thể thiết lập để quản lý bệnh nhân. Những cái quản lý bệnh nhân có cái menu mà có chữ ICD này thì anh chị không thể thêm được. Còn những cái thêm ngoài bệnh nhân ấy, đây này. Tại đây nhé, tại cái menu là quản lý bệnh nhân không lây nhiễm này, anh chị có thể thêm, tức là anh chị thêm từ không, tức là có thể là không từ form khám chữa bệnh, là các đơn vị, ví dụ các đơn vị nào không sử dụng khám chữa bệnh chẳng hạn, thì anh chị có thể tự nhập và thêm vào đây để quản lý. Ngoài ra ở đây là quản lý riêng ở cái form này thì anh chị cũng sẽ không là theo những cái mã ai được quy định ấy. Em chưa đọc những cái được quy định, nó có một cái nhóm riêng thì là sẽ vào những cái menu lây nhiễm truyền nhiễm này theo hết cái phần khám bệnh này hết. Đây. Thì là theo cái chuẩn là IC đó. Còn phần menu chức năng. Về quản lý chuyên khoa cũng ở đây luôn, em nói luôn. Quản lý chuyên khoa ấy. Thì đây mình quản lý tất cả các cái chuyên khoa này. Có cái chuột của anh Ngọc này nó không lăn được chứ. À đây. Đây, tất cả các chuyên khoa. Lao, HIV, sinh nở, khám thai, tâm thần hay gì đấy. Thì ở đây mình ở khi khám bệnh anh chị chọn là khám chuyên khoa. Đây. Đây, toàn bộ những cái khám chuyên khoa.
Ví dụ là giới tính nam thì anh chị không thể chọn được khám thai, phá thai, cái này check theo giới tính. Ví dụ đây, Lao chẳng hạn. Tại cái đây anh chị nhập những cái thông tin của Lao. Đó. Thì khi anh chị chọn khám chuyên khoa và hoàn tất khám, thì bệnh nhân cũng sẽ sang cái phần là bệnh Lao để anh chị quản lý thông tin bệnh nhân đấy thôi. Ủa, sao không thao tác được? Tức là tất cả những bệnh nhân mà mình chọn và ấn hoàn tất, hiện tại em đang chưa hoàn tất cái khám đấy. Thì bệnh nhân sẽ vào những cái menu tướng như này. Khám chuyên khoa thì sẽ vào phần bên chăm sóc sức khỏe, sẽ vào phần quản lý chuyên khoa. Còn ICD thì liên quan đến phần quản lý bệnh. Đó. Về phần quản lý HIV thì cũng là liên quan đến khám chuyên khoa HIV. Nhưng đây nó có chia cái menu này để mình nhận mẫu và những cái xét nghiệm sinh phẩm theo từng trường hợp. Đây, chuyên khoa, ví dụ anh chị chọn là HIV, sau nhập vào cái form này. Đây, thì tại đây anh chị có nhập mẫu xét nghiệm này, tình trạng theo dõi tình bệnh nhân này. Đấy. Toàn bộ các thông tin này. Và cái phần mà nơi xét nghiệm ấy, anh chị có hai loại, đó là xét nghiệm tại cơ sở y tế hoặc là đưa lên tuyến trên. Nếu mà chọn tuyến trên thì lát nữa anh chị ra cái menu kia nó sẽ có là gửi mẫu và nhận mẫu về. Còn chọn tại cơ sở thì anh chị sẽ thực hiện xét nghiệm và nhập kết quả tại cơ sở mình. Đây, nhập mẫu đây. Thì đây lần chỉ định, ví dụ như lần 1 này đi nhận, riêng cái HIV nó hơi đặc biệt tí. Sinh phẩm 1, ví dụ như là máu hay gì đấy. Đây, nó sẽ chia ra các cái chỉ định xét nghiệm. ELISA 1, 2, Serodia hoặc test nhanh. Thì anh chị chọn loại nào? Mà tại xét nghiệm tại chọn và chọn cơ sở mã mã code chất lượng sinh phẩm đạt chưa thực hiện cái gì thông tin này, em nhập những cái mẫu xét nghiệm đấy, nhập những thông tin xét nghiệm đó. Thì khi vào cái phần nhận mẫu, gửi mẫu là tức là cả cái phần vừa xong anh chị chọn là gửi mẫu tuyến trên thì mình mới gửi mẫu đi và nhận mẫu về. Còn anh chị làm mà tại đơn vị mình mà anh chị chọn là xét nghiệm chỉ định xét nghiệm gì thì anh chị chỉ vào đây và nhập thông tin cái kết quả xét nghiệm đấy thôi. Đây, ví dụ một cái bệnh nhân này thực hiện xét nghiệm và điền kết quả vào đây và lưu lại. Thì đấy là riêng cái phần HIV nó có một chút khác so với những cái quản lý chuyên khoa khác. Về chăm sóc sức khỏe này, quản lý tai nạn thương tích hay tử vong hay là các thứ này. Thì cũng toàn bộ là lấy từ cái phần mà khám chữa bệnh sang. Đây, đây có tai nạn thương tích này. Đấy. Anh chị có thể chọn. Và những cái khám chuyên khoa này thì ở bên này sẽ quản lý thêm sửa xóa, nhưng mở tab thì không mở được thì sao? Đấy, tại đây anh chị cũng có thể cập nhật
những tai nạn thương tích của bệnh nhân đó. Về phần truyền thông giáo dục sức khỏe thì hỗ trợ cho địa phương là cập nhật những cái công tác truyền thông về giáo dục sức khỏe, mở những lớp đào tạo. Thì ở đây là đầu tiên là thêm nội dung đối tượng tài liệu trước, sau đó là thêm cái chương trình. Đấy, nội dung ví dụ như là truyền thông về phòng chống COVID chẳng hạn. Sau đó là những đối tượng nào mình truyền thông thì mình cũng thêm vào đây. Tài liệu tức là hình thức là truyền thông bằng gì, tranh ảnh hay là tờ rơi. Sau đó là ấn thêm, là chọn những cái nội dung mình vừa tạo tài liệu các thứ đấy. Sau đó là lưu lại là về cái quản lý là công tác truyền thông, ví dụ là ngày ghi nhận này mình đã đi truyền thông rồi. Mở những lớp đào tạo về giáo dục sức khỏe nên chị cũng thêm sửa vậy, những cái lớp đào tạo về truyền thông giáo dục sức khỏe đó. Ngày ghi nhận tức là chị cập nhật lại để quản lý, sau này mình có thể tra cứu và thống kê được là mình đã mở những lớp đào tạo nào, hoặc là có những đã có những cái truyền thông về sức khỏe về của địa phương. Đấy, thì toàn bộ phần chăm sóc sức khỏe là như vậy. Thì tại đây các anh chị có câu hỏi gì không? Nhanh để anh chị em mình 6 giờ được nghỉ. Có ai nghe thấy em nói không? Anh chị vẫn nghe em nói đi chứ, hay em đang nói một mình vậy? Vẫn nghe được em ơi. Em cứ tưởng em đang nói một mình, em phải vào nhìn xem số lượng người còn bao nhiêu. Không, nghe tốt hẳn. Nói chung là nghe thì đúng là các anh chị ai hết rồi. Thao tác rồi. Không, đúng rồi. Hết. Em bảo là anh chị phải thao tác. Đấy nhá, xong về phần quản chăm sóc sức khỏe nhá. Thì toàn bộ cái này đều liên quan đến khám chữa bệnh. Thì vừa rồi anh chị nhìn qua có thấy hiểu sơ sơ chưa? Ừ. Sơ sơ rồi đúng không? Đúng. Tiếp theo nhá. Em nó sẽ sinh ra một cái phiếu như thế này nữa, nó rất nhiều. Nhưng mà bây giờ em cái này là cái phiếu này nó chưa ra nên em cứ lưu. Em có thể đột lỗ kẹp vào một cái riêng này. Đấy, cái phiếu nghiệm thu kỹ thuật huyện, em đang dán một tờ giấy vào. Thế như anh đang nói chuyện với ai sao đúng không? Thôi xin lỗi, để mic. Thôi em đi nốt nha, để 6 giờ được nghỉ anh chị ơi. Em về em còn đi chơi Noel. Tiếp theo về an toàn thực phẩm. Thế. Em chưa lập gia đình. Yeah. Anh xem nào. Anh xem nào, giải quyết giúp em cái. Các anh chị ơi, có nghe được em nói không ạ? Nghe được ạ. Vâng ạ. Vâng. Cho em nhờ một chút là em đang gửi cái số liệu mà cần thu thập của trung tâm y tế với các trạm y tế. Thế nhưng mà nó có nhiều trường mà em cũng chưa hiểu là phải ý nghĩa của cái trường đấy như nào để mà giải thích cho các anh em trạm y tế. Ví dụ như thế nào? Em thấy các cái cột em đều mô tả rồi mà. Ví dụ như là danh mục cái gì nào? Nhỉ? Ví dụ danh mục nào? Mã phòng ban cấp phòng ban ấy. Tức là trong cái kể cả các danh chị mục đang nói danh mục nào đấy? Danh mục phòng ban à? Vâng, cái danh mục phòng ban ấy. Thì nếu không thì các chị có một cái file chuẩn của một cái trung tâm y tế mà các chị đã làm rồi cho em đọc cái đấy em gửi được mấy lần rồi. Em gửi của Mỹ Đức lên nhóm Viber đây. Anh chị em bảo này, có thể xem. Không biết là chị bên đơn vị nào ấy thì là em bảo này mai có gì gọi điện lại trao đổi cho em hướng dẫn cho, tại vì là cái này à, đúng rồi, chị Trang ở cầu giấy chị đã làm hết rồi đấy. Mình làm hết rồi thì có gì thì mai trao đổi mình ấy, xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho bạn tỉ mỉ. Chứ cái đấy đọc nhiều lúc cũng khó hiểu phết đấy, nhờ tâm sự nhiều mới ok được. Thế cứ gửi anh trước cái file của bên cầu giấy được không ạ, để em đọc em đối chiếu một chút xong rồi để mai chị hỏi. Tí chắc inbox Viber giúp em chị Trang nhá. Mai chị Trang hỗ trợ giúp em chị ở đơn vị này nhá. Tại vì ở cầu giấy là làm rồi, nhưng mà đơn cầu giấy làm xong rồi thì lại chuyển về theo rồi. Khổ quá. Ồ thế à. Chị ơi, thế em có nếu mà các chị mà hỗ trợ được thế thì tốt quá, tại vì em thì đang hẹn với cả đội trung tâm y tế Thanh Xuân với 11 trạm là sáng thứ hai là 8 rưỡi có mặt để hướng dẫn họ và lấy luôn dữ liệu. Mới lấy dữ liệu á? Vâng, bởi vì là hôm nay còn muộn quá chị. Trước ngày 27 phải xong rồi đó. Em biết rồi, nhưng mà hôm nay sang gặp ý, thì bên đấy lại đang vướng mấy cái lịch họp mà mình
họp giao ban ấy, mà mình mà đi từng trạm ấy thì nó còn lâu hơn là mình được bây giờ tạm thời để gấp nhá, trước ngày 27 thì mai chị cũng gấp cho em trước một trạm y tế và một trung tâm y tế hoặc một trạm thôi, không cần hết, cái hết gửi sau ngày 27. Chị này đang giống chị hôm trước là đi lấy tỉ mỉ quá cùng lâu với Tâm ạ. Thôi rồi chị ơi, mà để tí inbox Viber riêng cho em đi, xong là em gửi cho cái mẫu sang mà Tâm nó có chị làm đại diện cho em một cái nhá. Thế mà một chút là nếu như mà sáng chủ nhật ấy ạ, sáng thứ hai mà bên đấy tập trung trung tâm y tế họ đồng ý là hỗ trợ cho em rồi, là mời hết cả 11 cái anh đầu mối ở các trạm ấy lên để làm một phát cho xong cả 11 trạm luôn ấy, thì liệu mình có đi cùng với bọn em được không ạ? Thì nó cũng ngay gần ở, nó cũng rất là đẹp ở ngay chỗ Khương Sương, Khương Đình. Đi á, là bảo em đi cùng á. Chắc là hơi khó. Em chắc không đi được đâu, bởi vì là 300 size đang đợi và em lập. Thế thì thôi, thế thì em không dám nhờ nữa. Các chị cứ gửi giúp em cái em inbox với cả chị nào nhỉ? Em đặt trang cầu giấy nhớ tí inbox cho em. Trang cầu giấy à? Vâng, đặt chị Trang ở trung tâm 9. Chị Trang trung tâm 9 nhá. Các thời các anh chị chat với nhau nhá. Em đi lốt nhá, xong rồi 6 giờ, chị tới 6 giờ. Ok, tâm mình lốt. Vâng. Thì vấn an toàn thực phẩm thì cũng là quản lý, giúp cho các đơn vị quản lý về cơ sở sản xuất kinh doanh, các bệnh nhân, các nhân khẩu ở địa phương bị ngộ độc thực phẩm nếu có. Thì chỉ là thêm đây, cái thông tin về ngộ độc thực phẩm, người mắc, người ăn, người đi viện, lưu lại. Thế là về... Những cái này chắc là thôi em chỉ nói bởi vì nó chỉ có thêm sửa xóa thôi. Đây. Về phần quản lý cơ sở kinh doanh cũng thêm các cơ sở kinh doanh thực phẩm của địa phương vào đây, các cơ sở vào đây và các nhân viên làm việc tại cơ sở đấy. Thì anh chị tìm kiếm vào đây. Ở đây anh chị thêm nhân viên này, thêm cơ sở ở đây luôn. Danh sách nhân viên anh chị có thể tìm kiếm. Đó. Công tác test nhanh tức là thêm test, thêm loại test gì của cái cơ sở sản xuất thực phẩm đấy có đủ an toàn vệ sinh thực phẩm không? Đó. Thêm cái loại thực phẩm, đây thêm sửa in danh sách, cứ chỗ nào in danh sách là in toàn bộ danh sách dưới lưới này. Anh nào làm gì á? Các hình thức vi phạm xử phạt thì anh chị cũng thêm ở đây. Đây, thêm các cái loại hình thức vi phạm xử phạt của đơn vị. Công tác xét nghiệm, quản lý chi tiết người bị ngộ độc thực phẩm cũng là thêm sửa. Chủ yếu chỉ thêm sửa thôi, anh chị nhìn thấy chức năng là anh chị thao tác được luôn. Về phần quản lý y tế thì có về dự toán tài chính và dự quản lý tài sản. Thế nên là để cho các cơ sở có thể dự trù, đây, thêm phiếu dự toán này. Ví dụ là khoa này cần khoản chi cho một cái gì đấy. Ví dụ mà mua máy tính thì anh chị thêm vào đây để dự trù. Phiếu import các danh mục khoản chi. Đây, tìm kiếm những cái phiếu cần dự toán duyệt phiếu. Những cái import này hỗ trợ là import cho anh chị những cái về quản trị, cái này để xin cái danh mục mẫu em gửi cho anh chị sau. Tức là anh chị có thể thêm tay các quản trị đây, hoặc là import nếu quá nhiều thì nhập vào file Excel import. Lập phiếu thu chi. Ở đây cũng để lập phiếu thu, phiếu chi của địa phương, của cơ sở. Tương tự đối với về quản lý tài sản cũng vậy. Mình dự trù những tài sản, kiểm kê tài sản của đơn vị. Đó, thêm mới, nhập các trang thiết bị của cơ sở vào. In nhận tài sản này. Đó. Tức là toàn bộ đây anh chị chỉ là quản lý bình thường. Có thể là anh chị ghi ở số sách bên ngoài. Thì bây giờ thay vì ghi số sách anh chị thao tác nhập trên phần mềm. Thì báo cáo của y tế cơ sở thì của mình cũng trong cái quyết định 35A ấy là có theo thông tư 37. Đây, trong thông tư 37 thì sẽ có các về in sổ nhé.
có 16 cái mẫu sổ thì phải, em nhớ không chính, em nhớ chính xác này. Không chính xác lắm, khoảng 16 cái mẫu sổ theo quy định, sổ sách hoặc là anh chị vào cái báo cáo tổng hợp này, này trang 6 phân quyền thì sẽ có cả theo thông tư 27, 37 này, báo cáo của xã, huyện, tỉnh. Ở đây anh chị chọn các loại báo cáo, ấn lên và chọn các loại báo cáo muốn in đây. Ở trong cái quyết định 3537 cũng nói về 8 cái biểu này, các cái biểu mẫu liên quan, thì anh chị sẽ vào đây để in báo cáo. 8, chủ yếu em thấy trong quyết định nói là 8 cái biểu này theo thông tư 37 và sổ đây, khoảng mười mấy cái sổ đấy. Đây thì em, các cái loại sổ, sổ khám bệnh, sổ khám thai, tức là những cái mà mình khám chữa bệnh đấy, thì có thể mình báo hết vào những cái sổ này hết. Thì đây là phục vụ về báo cáo in sổ sách. Vậy thôi, hết rồi. Tại vì em thấy phần chủ yếu đó là về phần dân số này. Đây, dân số và phần chăm sóc sức khỏe thì chủ yếu là về phần tiêm chủng. Tiêm chủng và phần quản lý suy dinh dưỡng. Còn các cái về quản lý truyền thông, đơn vị dùng thì các đơn vị dùng hoặc là các anh chị muốn quản lý thì anh chị có thể nhập. Tức là mình đáp ứng đủ tất cả các menu chức năng, còn đơn vị dùng bao nhiêu thì mình có thể phân quyền bấy nhiêu. Các anh chị có thể vào tài khoản chưa phân quyền cho các nhân viên, người ta dùng những chức năng menu nào thì anh chị đều có thể phân quyền. Mỗi đơn vị sẽ có một cái tài khoản admin, anh chị phân quyền tại đây. Đấy, ví dụ là ba này có người này, đây toàn bộ những cái quyền bên này anh chị tích, anh chị dùng cái quyền nào thì anh chị tích chọn quyền đó thôi. Đó thì chức năng nó sẽ nhìn nó không bị nhiều, nên là tại vì hiện tại mình đang full quyền nên nhìn nó hơi bị nhiều. Cái này đi khách hàng hot thật hay, vì theo như mô hình đang thấy là bên chỗ chị đang xem thì là mỗi một lần mà một phòng nào muốn lấy dữ liệu ở phòng khác lại phải chạy xuống xin file, có file, thì đúng là mình mà hot ở khách hàng cái phần mềm này thì chỉ cần ngồi một chỗ lấy được file, lấy được đúng rồi, không phải đi xin, chỉ cần đăng nhập vào phần mềm được. Nhưng đâu phải là ai cũng có trình độ hot được đâu em. Nhìn thấy ra hoa hết cả mắt rồi, làm sao bây giờ. Các anh chị còn câu hỏi gì không? Các anh chị đi giới thiệu thì giới thiệu những cái vé HMIT này thôi, nhấn mạnh nhiều vé HMIT này thôi. Tại bao gồm cả khám chữa bệnh thì bên này. Trong mục này thì cái dân số đang là dữ liệu nhiều nhất đúng không? Dân số. Từ quản lý nhân, tức là các trạm y tế quản lý về dân số, về quản lý về chăm sóc sức khỏe, trong chăm sóc sức khỏe thì về tiêm chủng, suy dinh dưỡng, quản lý bệnh truyền thông, HIV chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe đấy. Toàn bộ mình chén làm sao cho khách hàng biết là trong cái module dân số này là các anh chị muốn tìm hiểu thông tin với ai là có hết người đấy, đúng không? Khách hàng thích. Ok, chị cảm ơn Tâm. Tức là các anh chị chỉ dùng một phần mềm duy nhất, không phải sử dụng nhiều phần mềm, cũng không phải ghi chép sổ sách nữa. Ừ. Và các anh chị còn có hỏi gì không? Không. Anh có một ý kiến là như này, anh chị em lưu ý là, tức là chúng ta giới thiệu HMIT nhưng mà cuối buổi thì anh chị em nếu mà tranh thủ chúng ta giới thiệu luôn là chúng ta có HIT-L3, có các chức năng này, chức năng kia khám. Ví dụ như một số trung tâm người ta cũng đang dùng như là Phúc Thọ, Đống Đa, Đống Đa, Hoài Đức được cũng được khen rất nhiều. Thì ở đấy thì anh chị em cũng lưu ý là chúng ta nên giới thiệu thêm những trung tâm nào mà chưa dùng thì chúng ta giới thiệu thêm về HIT-L3 để chúng ta có thể thêm cái tính năng để bán cho khách hàng. Cái việc đấy là anh chị em cũng lưu ý trong việc giới thiệu với khách hàng một chút. Nó gọi là quảng cáo mà. 3 phút, 5 phút cho quảng cáo kiểu thế. Thế nhá. Cho bọn em học cái. Bổ sung trung tâm viễn thông là phải bố trí cho anh em thời gian học, chứ anh em đi cày cả ngày tối đến mới học. Mà có khi anh Ngọc cả Tâm phải bố trí một buổi bia cho mỗi anh em, đắp một cái laptop ra cho mỗi người, gọi là dùng một cái chức năng account, xong là ngồi tự mà quay vòng trao đổi về cách làm thao tác với nhau, chứ ngồi này cũng hơi khó ấy nhỉ.
là cái này nó chỉ là quản lý thôi, còn cái luồng nó thì vừa nãy em trình bày với chị là ví dụ luồng là bên khám chữa bệnh nó sẽ sang cái chăm sóc sức khỏe nên là luồng, và cái dân số thì mình tận dụng nó để mình tạo kế hoạch thế thôi, chứ nó không phức tạp đâu. Tập 6. Trong cá trong nhân, này không nhân. Thấy không thấy có một cái quy trình luồng dữ liệu, ví dụ như là có một cái hướng dẫn vừa nãy chỉ nói đến thôi, nhưng mà ví dụ mình khám đây nó nhảy sang kia thì không có chỗ nào là tích vào giống như eFit ý, nó có kiểu như có cái sơ đồ luồng dữ liệu ấy. Đấy, thì anh em hình dung nó dễ. Cái này thì nó lại không giống như giống là riêng hít, ví dụ là luồng dữ liệu của nó là dành cho khám bệnh ngoại trú nội trú như nào, cái này nó chủ yếu là về chăm sóc sức khỏe mà trình bày đúng từ trên xuống dưới như thế. Sử dụng cái gì thì em đâu em, theo như em hiểu sơ sơ thôi anh ạ, thì là cái này nó gần giống như kiểu là bây giờ mình đang đứng, nhấn mạnh vào cái mục tiêu của mình với bên các cơ sở y tế là giúp họ quản lý cơ sở dữ liệu nó tốt hơn, thay vì là họ phải chạy giữa vòng lọc bóng cỡ đấy cái dữ liệu của nhau, thì họ ngồi một chỗ có thể lấy được cái dữ liệu thông qua cái trang web, cái phần mềm này. Đấy. Trong này không thấy Tâm nói đến cái phần mà ví dụ sau khi thực hiện xong là tự động đẩy lên cổng tiêm chủng với cả các... À, vâng. Sau khi thực hiện tiêm chủng 4 bước ấy, thì chỗ đấy là tự động đẩy lên cổng nhanh nhá. Chỗ đấy em nói thiếu à? Cái chỗ mà và tự động đẩy. Thì mình không phải hoàn tất nhá. Đây nhá. Chỗ cái phần chỗ này hoàn tất gì đấy. Đây nhá. Em chọn một cái ở đây là bà mẹ. Em cái đoạn này thì nó sẽ tự động đẩy này. Em chọn một cái kế hoạch có đối tượng chẳng hạn. Chưa. Đây. Đó. Khi ấn thực hiện tiêm chủng 4 bước, ấn lưu thì sẽ ấn lưu xong thì nó tự động đẩy lên cổng dữ liệu tiêm chủng nhá. Ở đoạn đấy. À. Thế còn nếu như trong cái các bước mà nếu giả sử mà mình làm sơ suất mà mình bận mình chưa kịp nhấn lưu thì lúc quay lại cái thông tin này thì cái thông tin nó còn nằm trên cái cửa sổ này của mình không, hay mình phải nhập lại từ đâu? Nó thế chị đang dở dang đấy ạ. Phần mềm thì em nói chung là nó cũng nếu mà nó để một không, trạng thái treo lâu thì nó chắc chắn nó phải lót lại. À lót lại à, chứ nó không phải là nó, giống nó như báo là nó có bảo đẩy tiêm chủng thành công hay không hay gì đó thì nhiều khi là đúng nó rồi. Tại vì giống như eFit mình mở ra mà mình chưa kịp xử lý thì nó vẫn nằm đấy đúng không? Đấy thì là chị đang muốn hỏi là cái này này là nếu như mình mà giả sử đang làm thì em sếp gọi bận cái chưa kịp nhắn lưu thì là bản thân cũng có những trường hợp như thế đi. Thì là bây giờ nếu như không kịp nhắn lưu thì nó sẽ lót lại là mình phải nhập lại thông tin từ đầu à? Thì đây chị để vào tiêm chủng lại hoặc là nếu mà nó vẫn nằm ở cái màn hình đấy, nhưng mà thường là màn hình này mà chị để treo lâu 30 phút thì chị thường chị phải lót lại chứ. À... sao nó để đến mãi cho chị thực hiện tiếp thường nó sẽ trong cái này là tính năng của nó là bắt buộc phải ấn lưu thêm ừ, ấn nhưng lưu mà, vào đúng là, trong quá trình làm việc ấy không tránh được, bây giờ mà đang làm tự nhiên sếp gọi một cái thì làm sao mà chưa kịp nhấn lưu nếu mà nhấn chuột trượt cái nhấn lưu thì thực hiện lại tức là phải gõ lại từ đầu chọn từ đầu ok chị không rồi. chị chỉ cần chọn vào đây không này lại thực hiện lại thôi, hoặc là cứ để đây thì chị ấn lưu, nếu mà chị quay về trong trường hợp đấy mà màn hình lúc đấy hệ thống phần mềm nó đang vẫn dùng được thì chị vẫn ăn lưu. Bình thường mình đang để bao nhiêu lâu thì nó bị loát lại hả Tân? Này em chưa check cái test tải, em chưa hỏi. Chứ mày test như khách hàng nó hỏi, bọn chị còn biết làm chém chứ, lại cứ chém bừa. Nhưng mà bảo các chị để lâu đi ra ngoài là phải loát lại. 15 phút à anh? 15 phút, 15 phút. Ok anh, 15 phút. Em phải lường trước tất cả những câu hỏi khách hàng người ta hỏi chứ. Vâng. Không biết trả lời được. Thường là 15 phút quay lại là thường là phải nhập lại rồi. Cảm ơn cô giáo Tâm, còn cảm ơn anh Ngọc và mọi người. Vâng. Không, chị xong rồi. Ôi, có gì cứ vừa làm vừa hỏi vậy. Cái video này mà em gửi lại thì chắc nhiều đoạn vấp lắm nhỉ. Các anh chị xem mà nó bị cái đoạn đầu cái mic em nhé. Nó bị chập chờn quá. Các anh chị mà xem lại thì chắc đừng cười em. Các anh chị còn câu hỏi nào không? Không thì mình kết thúc ở đây nhé. Rồi, cảm ơn Tâm, cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn mọi người. À, cảm ơn chúc mọi người buổi tối Noel vui vẻ nha. Chúc mọi người Giáng sinh an lành nha. Tâm về đi tìm gấu đi. Đây, bây anh giờ Ngọc đi cho nó về gấu. Sớm. À, em cảm ơn chị Giang đi tìm gấu. Em còn chưa có gấu đấy, anh tìm cho em đi. Em chào tất cả anh chị nha.